gia đình chị gái anh rể nghiệp nghiệp thì đây anh chị lúc này đấy này đấy đấy tiếng cười người lớn của chị tân chị tân chị cùng các cháu lúc này đấy lúc này đấy không không em các cháu đi gọi bằng bằng cô lòng lòng người nước mắt ta em ơi anh trai của em mình mất mất rồi để đại chỉ tất tơ đời một mình gánh nặng nơi với những thời chồng chồng chỉ nuôi con ngày hôm nay chỉ tất tơ chỉ chạy đâu việc tang lễ cho em ơi đau xót quá chỉ thương em bao nhiêu thì chỉ chạy thương chồng chồng chỉ với nhiều chị mất chồng chị đau khổ năm năm mười ngày hôm nay chị rất thế này mất mất em rồi em ơi chị thân yêu em yêu cùng toàn ơi người ta ra đi thì còn có chồng cũng có còn em ra đi thì chỉ với chị các cháu vì anh em lên rồi bên ngoài chị mất chồng nay chị này mất đi quý em rồi tình chị em ăn ăn đi ở xa hò cùng nghỉ nhó mà tình nghĩa ngọt ngào vui buồn thì đều có chị có em các cháu là con của mẹ ơn ơn chúng cháu chân cô thì đã khổ lắm rồi nên ngày hôm nay chúng con lại mất cô ơi bố ơi con mất bố con lại mất bố rồi bố ơi bố đang ở đâu để bố về bố đoan đoan cô ơi con thương cô như thương bố chúng con nào khác gì đâu này 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 đến tiếng khóc người than qua xa đình anh chị tân tân phương cùng với trong ly trong trong vàng anh chị tân phương đi gọi em trong ly trong trong vàng quân gọi bằng bằng cô em ơi bố mẹ sinh ra anh em mình em ơi thật em đã chịu thiệt thòi các anh chị thì thấy em gánh vác việc nhà hồng dương của mẹ em ơi đây em bỏ mẹ già em bỏ anh chị tân tân thương em bỏ cho chị trong hoàng rồi em ơi anh chị tân tân thương cùng với
ở địa bàn xóm chiêng lễ thờ đình kính viếng đông đảo tiếng khóc người ca của gia đình anh chị Tân Phương cùng với Châu Ly Châu Hoàng. Phần đây vợ chồng cháu lấy chồng tôi con chồng anh chồng chồng nam quân mời về về rồi gì ơi hết cháu tuổi cô bây giờ này tới lượt cháu tuổi gì gì con ơi các cháu để tâm giả như nhau từ đầu xót mệt từ đầu đau đau đớn lòng gì ơi ở Thái Nguyên chúng con không về được chúng con tuổi gì chẳng đổi đâu
cháu đôi đầu gọi bà ra đây. Giờ phút này đây cũng là đến bữa cơm trưa. Vậy xin mời